Zombie Apocalypse. Đây là máy Atman 104S. Công suất của cái máy này là 28W. Lưu lượng nước của nó là 2000 lít trên 1 giờ. Với dòng máy Atman 104S này, cái chiều cao của nó đẩy nước được tới cách đa khoảng là 2m. Thì thường mình tư vấn cho mọi người nên sử dụng cho các hồ có thể tích khoảng từ 200 lít. Thì ước chừng những cái hồ 200 lít đó, nó tầm từ 1,5m trở xuống. Còn tính theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao nha. Đó là cái công thức tính cái thể tích hồ. Cái này mình đang ước chừng cho các bạn dễ hình dung. Đây là tổng quan cái máy Atman 104S. Thì có máy và đi kèm theo phụ kiện. Đối với dòng Atman 10 á, mình để ý thấy là nhà sản xuất sẽ cho phụ kiện ít hơn so với dòng Atman 30, là 301, 302 rồi nha các bạn. Nhưng mà với mình thì như đây phụ kiện là đủ size rồi. Đây là phụ kiện ống nối của nhà sản xuất cho chúng ta. Đây là cái ống nối 20. Ống nối này thì cứ cắm sợi dây nước mình đi thẳng lên cái hộp lọc thôi. Máy đẹp, cầm chắc chắn. Tương tự như cái ống nối kia thì cái ống nối này cũng là ống nối 20, nhưng mà nó có tích hợp thêm cái đầu lấy oxy. Cái ống nối này mình thích nè. Bởi vì nếu mình nuôi một con cá rồng không thôi á, nhiều khi mình cũng không cần oxy lắm. Mình chỉ việc mình lấy sợi dây này, cắm cái này vào nữa nha. Cái này cái đầu lấy oxy á. Và cái đầu này thì các bạn cứ cắm vào cái chìa ra đây. Thì mỗi lần mà nước nó đẩy nước lên á, nó sẽ kéo cái lượng oxy đi vào chung với nước bằng cách là bạn đưa cái ống này lên khỏi mặt nước nha. Lúc này các bạn có thể khỏi phải xài máy oxy nhiều. Đây là tổng quan của nó đây. Đẹp, chắc chắn. Công suất tới 2000 lít một giờ. Với các dòng máy bơm giống như vậy hay bất cứ một dòng máy bơm nào khác cũng vậy, sau một thời gian sử dụng là máy sẽ tự nhiên chạy yếu. Đơn giản là các bạn thấy các lỗ này đây, rác rến hoặc là những cái đồ dơ cặn bẩn nó bám lại quá nhiều đi, thì buộc lòng các bạn phải vệ sinh máy.
Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở máy ra. Ở đây có cái nút tăng chỉnh lớn nhỏ nè. Thường lúc mở gỡ máy ra các bạn nên đẩy lên hết nha, lên hết mát. Đối với các dòng Atman 30 thì mình sẽ mở ngang nắp như vậy, nhưng mà đối với cái này thì không nên. Gỡ như vậy nó có thể ảnh hưởng tới cái ngàm của cái máy. Thì lúc này các bạn nên để ý, các bạn nên xoay máy về phía mình giống như vậy, và chỉ cần trượt nhẹ một cái là nó tự sẽ rơi ra khỏi cái ngàm của nó một cách rất là dễ dàng. Đây là cái cách mở máy Atman 104S. Sau khi mở ra các bạn thấy cái nắp đậy của nó như vậy đây. Nó là cái đồ tăng giảm. Các bạn chỉ cần xoay cái nút giảm này xuống dưới để nó vào cái khe mở ra. Tí nữa mình sẽ quay lại cận cảnh cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy chưa? Vào cái khe nè. Cứ vậy bạn nhấc ra thôi, một cách nhẹ nhàng, không cần phải lo lắng bị hư máy. Còn đối với cái này các bạn gỡ ra như thế nào? Bạn chỉ cần xoay cho nó ra khỏi cái khớp. Với các dòng máy lớn như vậy thì nó sẽ gắn rất là chặt. Các bạn cố gắng vịn hai tay như vậy, xoay nhẹ một cái để cho nó ra khỏi cái khớp của nó. Đây, chỉ cần nhìn cái là biết đó đã ra khớp. Và sau đó các bạn chỉ cần đẩy nhẹ nó lên, bật nó lên giống vậy nè. Đó, quá nhẹ nhàng luôn. Chỉ khó cái lúc xoay cái kia thôi. Vậy là xong. Các bạn nhìn đây, thường thì các motor như vậy sau một thời gian nó sẽ bị bám đồ dơ rất là nhiều, dính đầy nhóc trong đây. Các bạn cứ gỡ cái motor 500 ra, vệ sinh sạch hết phần này, và có dính cái gì ở trên cái bánh quay là phải gỡ ra hết, thì cái tốc độ quay nó sẽ được lại như ban đầu. Ngoài cái motor quay đó ra thì trong cái khe này thì khỏi nói đi, đồ dơ dính quá trời luôn. Các bạn phải vệ sinh nó thật sạch. Sau khi xong các bạn chỉ việc nhẹ nhàng để vô cái, nó sẽ tự dọc khớp hết. Cuối cùng là gắn cái trục này vô lại để cho cái motor xoay nó ổn định. Các bạn nhớ ấn cho cái ron nó đi xuống hẳn nha, và quay vô khớp. Xong. Rồi bây giờ cứ việc lắp cái tăng giảm này vô lại thôi. Cái tăng giảm này sẽ là cái chốt để khóa cái nắp của motor máy bơm lại. Đây, đặt vô nhẹ nhàng vô khớp nó và tiếp tục xoay. Các bạn nhớ công đoạn nha, các bạn phải xoay lên hết mát luôn. Các bạn mà xoay lưng chừng lúc gắn cái nắp vô á, nó sẽ gãy những cái chốt. Nhiều bạn bị gãy cái này lắm rồi đó. Phải đẩy cái đồ chỉnh lưu lượng nước á, lên ở mức tối đa. Sau đó bạn cứ lắp cái này vào trong cái khớp, đẩy nhẹ một cái, vậy là xong. Cái máy cũ của bạn sẽ thành như một máy mới. Nút tăng giảm của nó nè, đó các bạn để ý nha, nhớ phải đẩy lên hết. Vậy là xong cách vệ sinh máy. Đây, dòng Atman 10 thường có logo ở phía sau đít bóng như vậy. Với các máy bơm mà đặt hoàn toàn ở trong nước mà sử dụng nguồn điện 220 giống như vậy. Đây là mình sử dụng nguồn điện 220 nha các bạn. Thì liệu có an toàn hay không? Thì tất cả các nhà sản xuất máy bơm, nhất là dòng Atman, ở phần dưới đít của nó đây, các bạn nhìn, nó đổ lớp keo coi như là đầy và kín hết. Thì cái lớp keo này sau khi nó khô lại, nó sẽ ngăn cho nước không đi vào bên trong máy, vào cái phần có điện. Vì vậy khi mà các bạn sử dụng đặt cái máy xuống nước 100% cũng không có cần phải lo lắng. Nhưng các bạn lưu ý nha, khi mà bị rơi hoặc rớt va chạm mạnh thì mình nghĩ rằng nếu có tác động làm cho máy bị yếu thì nên mua máy mới. Cảm ơn các bạn xem video. Hãy đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.